Để em kiểm tra qua sinh nhan này. Sinh nhan này lô hết này, hai đèn lô này. Sinh nhan lô bỏ đi luôn. Dứt bỏ luôn anh em nhá. Ok. Công tâm này bỏ luôn này. Ok. Đây, ông mẫu ơi. À, bỏ luôn này. Em đi cho quay cho. Quay. Đấy anh em ơi, em xác nhận là nhận anh tên là gì nhỉ? Đấy là Hà. Em xác nhận nhận cho anh Hà chiếc xe biển 26F58465. Em mang về phục dựng full mới lên cho anh ấy. Chọn gói cho anh em ấy. Đây bây giờ đầu tiên này. Bô lô này, để xác nhận cái bô lô này, yên hỏng rồi này, bỏ này. Bình được cái bình xăng zin là tốt rồi. Cùng tăng lô anh em nhá. Đấy. Đồng hồ lô này. Trung Kim Ô Tô chào anh em nhá. Em là có đến nhà bác trai ở định vị là Hoàng Mai Hà Nội để chốt chiếc xe về phục dựng lại cho bác ấy. Thì hôm nay tiện đường em đi lên Ứng Hòa Hà Nội. Em mua một chiếc xe của bác trai Hà Nội đây. Biển VIP luôn 318599 để về lấy xác để phục dựng lên cho anh em. Đấy, và tiện đường thì em lên nhà bác trai ở Hoàng Mai Hà Nội. Mang chiếc xe về dọn. Đấy. Bây giờ là 7 rưỡi rồi. Đấy, sắp đến nhà bác ấy rồi. Đấy, tất cả anh chị em ai có nhu cầu mua xe, dọn xe, phục dựng xe thì cùng theo dõi em, ủng hộ em. Anh Viễn Ca Tân Triều rồi anh em nhá. Đấy, rẽ trái chưa? Em sắp đến nơi rồi nhá. Em sắp đến nhà bác bây giờ, bác đợi ở quán cà phê cộng tiếp. 100 mét nữa, rẽ trái. Rồi, 800 mét là đến nhà bác ấy. 600 mét rẽ trái là 800 mét đến nhà bác. Đây anh em nhìn này. Đấy. Ok, anh em đợi cái kết để em xem vào nhà bác lấy xe có thành công hay không. Bác dọn như thế nào anh em mình rõ ràng với nhau nhá. Điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Ok, anh em đến rồi nhá. Để em gọi bác ấy ra. Anh em chờ em tí em gọi bác ấy ra. Đây rồi bác nhá, anh em nhá. Bác ra đón em đi rồi. Đi con CRV màu đen này này. Đấy. Anh em đợi kết em đến nhà bác đợi nhá. Bác đi con CRV màu đen đây. Đấy, bác đi đón đây rồi. Quá ok rồi. Đấy, đường Hà Nội rất là ngoắt ngoéo luôn. Anh em đợi kết em vào nhà bác ấy, em mang xe ra. Đấy, về nhà phục dựng cho bác. Xong lại chở tận nhà bác ấy. Bác đi thử, bác kiểm tra ok với trả tiền mà. Để cho lẩu vua này. Em đến nơi rồi anh em nhá. Tôi đứng đây luôn. Anh ơi, anh chỉ cho em là vào đây. Chúng tắt máy đi cho nó lạnh. Anh rất là rộng nhỉ. Đây là đến nhà rồi anh em nhá. Đây, đến nhà anh đi rồi. Chắc quay video được đúng không anh? Ok. Quay anh nhưng mà vô tình nó xuất mạng được. Vâng. Sợ thôi. Đây chú cho đây anh bật điện đi. Thế thì quay nhanh. Ủa biển 26 à? Tưởng anh phải biển Hà Nội kia chứ. Đây. Đây. Anh cứ bật lên lên. Đấy đúng không? Bóng điện nó yếu. Thôi cho ra ngoài lại được anh ơi. Mới tí sáng rồi mà. Bây giờ nó sáng mà. Thì chập chờn rồi. Chập chờn rồi. Cho ra ngoài thôi. Không cần. Ra được sáng rồi. Em vợ anh có ở đâu? Em kẹp mic đây cho nó nghe cho nó rõ. Thôi cứ cho quá đâu em. À gì cái phòng ngoài không có điện em. Ơi tối. Không sao. Cho ra ngoài này là sáng rồi. Vì mình nhận xe về nên không cần thiết. Đây rồi. Quay góc nào cho nó nét đẹp là được. Để em kiểm tra qua sinh nhan này. Sinh nhan này lô hết này. Hai đèn lô này. Dèn hạnh lô này. Thủ trước zin này. Thủ trước zin thôi. Bình xăng zin này. Đấy, bô lô này. Đấy, em xác nhận này. Chú quay đây, quay vòng đây chú mau ơi. Đây, quay biển số xe này. Sinh nhan hạnh lô rồi bỏ đi này. Sinh nhan hạnh lô bỏ đi luôn. Dứt bỏ luôn anh em nhá. Ok. Công tâm này bỏ luôn này. Ok. Đây, ông mẫu ơi. À, bỏ luôn này. Em đi cho quay cho. Quay. Đấy anh em ơi, em xác nhận là nhận anh tên là gì nhỉ? Đấy là Hà. Em xác nhận nhận cho anh Hà chiếc xe biển 26F58465. Em mang về phục dựng full mới lên cho anh ấy. Chọn gói cho anh em ấy. Đây bây giờ đầu tiên này. Bô lô này, để xác nhận cái bô lô này, yên hỏng rồi này, bỏ này. Bình được cái bình xăng zin là tốt rồi. Cùng tăng lô anh em nhá. Đấy. Đồng hồ lô này. Lô này. Hai đèn lô này, bốn củ sinh nhan lô hết nhá, lô hết. Dẹn lô này. Thụt trước là zin.
Đấy. Vành cũng nô luôn nhá, vành nô. Đấy. Hơi đầu bò con này là máy chạm rồi, nhưng mà hơi đầu bò ngon là được rồi. Đấy. Tụt sau, sau con này lô luôn nhá. Đấy, càng zin thôi được. Đấy. Chỉ cần 3 món đấy là ngon rồi. Đây, quay cái video chú ơi. Để xác nhận cho cháu. Chú nhìn vào điện thoại giúp cháu nhé. Thì mới biết được cái set này. Anh đứng quay mặt vào đây này được. Anh đứng quay mặt vào đây thì không. Đừng quay anh lên là được. Đấy, đúng rồi, anh quay này đứng này được rồi. Anh đứng thế này là không okay. Có mặt anh. Ok. Đấy. Anh lấy tên là gì? Anh là Hà. Ok. Em chốt anh Hà, chỗ này là cái gì nhỉ? Hoàng Mai. Em chốt anh Hà quận Hoàng Mai Hà Nội. Em mang chiếc xe biển 26M58465 về phục dựng phun mới cho anh. Ok. Và khi mang về nhà rồi thì em sẽ làm hóa đơn em kê hết lên cho anh. Okay. Giá cả tầm nào anh em mình phục dựng tầm đấy. Okay. Anh thêm đồ gì, tính tiền cái gì thì em tính cho anh. Ok. Và tất cả những cái gì của anh Nô Jin nói qua đây rồi. Ok. Cái gì Jin em sẽ khắc phục làm lại mới cho anh. Ok. Đấy, em cảm ơn anh rất nhiều nhá. Đơn giản. Okay. Ai thì cho anh em đi bây giờ về. Để anh theo dõi kênh của chú nhiều. Vâng. Nhưng anh biết em lâu chưa? Chắc phải năm rồi đấy. Vâng. Nhưng mà hôm nay anh bảo em là mang tận nhà anh chắc bận đúng không? Thật sự là đợt cuối năm bận quá chứ không anh phi xuống chơi chú ngay thì đấy thì em bảo anh rồi là một là có chuyến nào thì từ ai đây xuống anh những người xuống chú gần mà có 5-6 cây đấy ý là cứ có chuyến nào thì em qua em bốc cho khách hàng là miễn phí chứ đúng là mất tiền nhưng mà nếu tự dưng lên hôm nào chú xong chú điện anh anh sẽ tự đi xuống anh đi về cho anh test ok anh ok anh được chưa vâng nhưng mà chắc phải ra riêng cho nó ok chứ anh cũng không vội thì... vì anh nói thật là cái này nó chỉ là đam mê thôi em biết rồi thì gần như anh chỉ đi uống cà phê hoặc là đi chơi lang thang rồi, những em làm anh yên tâm là đẹp rồi đấy ok để ở đây là bọn em rất là bận anh biết rồi cho nên là nếu mà muốn mà xong sớm thì là chắc chắn nó không xong kịp ok tết. Ok em nhưng mà sau tết em làm cẩn thận ngon lành để lên anh chỉ cà phê chú cứ thông thả mà làm vâng. anh không vội cái điều ấy thế là ok anh rồi vâng. Anh không vội anh em chú phải lấy xe vâng sớm. Thế ok anh bận thì anh công việc đi nhiều người gọi quá em di vết cho xe ra về anh không phải ra tết đâu ok ra đâu nhá ok em xin cái mic không phải ra đâu anh ơi. Đây, không phải ra đâu đây em xin cái mic này được anh em ấy đã xác nhận xong rồi nhá em xin phép đi về đây đi ảnh lại nhá em về đây vâng cứ quay cháu thôi sau bao nhiêu quy trình nặng nội tìm đường là cuối cùng đã đến nhà anh đi rồi anh em ạ đấy mang xe về dọn đấy không cần phải thử chỉ cần kiểm tra đồ zin đồ lô cho khách thôi là được chứ tránh trường hợp mà anh em ạ mình quay đây nữa là mình không quay lên thế về nhà mình nộp hết đồ người ta mang tiếp đấy quan điểm em mua bán nó công khai ví dụ bây giờ cái chiếc xe này mình quay video ở đây đúng không thế ví dụ mình về nhà bây giờ nhà ta có cái gì zin cái gì lô người ta một là khách hàng cứ bảo ôi cái này của anh zin chứ thế có phải là mình thành ăn trộm đồ không nhưng mình phải quay như thế để ví dụ sau này có bằng chứng đấy em nói zin là zin mà lô là lô đấy thế là tổng em mang là 2 chiếc xe về các anh em nhé đây đây chiếc nữa là 2 đấy anh em nào có nhu cầu mua xe dọn xe thì cứ theo dõi em của em chủ mua thì alo cho em đừng nhắn tin nhá lên này em 2 chiếc luôn ok luôn đấy ok rồi em buộc tạm nó vào đây thôi mà để cái xe này nó chẳng nó cũng chắc rồi ô nhiều mà okay, nhiều xe biển Hà Nội luôn okay. Đánh đi, có theo em đấy như này này đằng này cũng mất công video anh đứng đây em bảo anh đừng quay mặt lại được đứng sau anh đứng sau thôi tức này như này nhá một là anh chỉ hỗ trợ cho em chút tiền biển Hà Nội chuyển sang biển này ví dụ vẫn là cái xe này của anh không vẫn là đồ zin này em vẫn chuyển sang con xe này biển Hà Nội ví dụ thế nhưng được biển Hà Nội anh chênh ở ngoài mất khoảng 2-3 triệu tùy từng biển thì tự dưng anh được cái biển Hà Nội ví dụ anh lấy biển này luôn được này ví dụ thế 31 này 8559 này thì riêng biển chú về chú tranh mấy số anh chọn số ok anh rồi, coi như xe này vẫn là của anh. Chuyển hết đồ zin sang, còn biển bao tiền em lấy biển Hà Nội cho anh. Ok, cảm ơn anh nhá. Ok. Không cần, anh yên tâm. Vâng, và anh đi trước đi, em theo định vị mà. Ôi giời ơi. Đấy. Có gì theo định vị mà. Đấy. Ok, Trung Kiên chào tất cả anh em nhá. Anh em mua xe dọn theo thì thôi em, đây ông anh đây rồi, đi CRV biển 30F47914. Đấy, anh ấy gửi vị trí cho em vào tận nhà anh ấy để mang một chiếc xe phục dựng. Ở bây giờ anh muốn ấy, cũng là chiếc xe đấy của anh ấy nhưng đổi xe biển Hà Nội thì mình hỗ trợ tìm biển Hà Nội thôi anh em nhá. Ok, cảm ơn anh nhá. Ok, chú Võ quay đi về thôi. Anh em về đây, giờ về ăn cơm đây. Muộn quá rồi. Đấy, chào tất cả anh em nhá. Trung Kiên Photo cho anh em nhá. Bây giờ em đã về đến nhà rồi. Hai chú cháu giờ về được ăn cơm. Đây này. Chốt xong chiếc xe biển 31 58599 và biết 26F58465 mang về phục dựng cho anh trai Hà Nội. Và anh sẽ đổi xe biển Hà Nội đây. Và cũng là trên đường về của thằng em nó trở về một chiếc xe biển 29R3 8013 này. Đấy, mấy con này nữa. 26F5 80 ấy.
20-82 này. Thế con này biển bao nhiêu đây? Đây, và con này nữa anh em này, biển 22-H1-7762, ok. Cho xuống đi, cho con này ra đi. Em là Trung Kiên Moto, chuyên phục dựng huyền thoại UIN 100. Tất cả anh chị em có nhu cầu mua xe, dọn xe thì theo dõi em, ủng hộ em nhé. Nhấn mạnh là không ghét em. Đấy, đây, anh em này, tới 2 cái dây ra là xong mà. Cắt 2 dây ra là kéo, cắt 2 dây ra là xong. Thế kéo cắt cho nhanh. Kéo cắt này. Cho cái này xuống. Cho này. Cho nó gửi anh clip đấy thôi nhá. Cho gửi clip đấy cho anh này được. Em gửi rồi đấy. Ok. Đấy, cứ cầm tiền. Đấy, có gì anh điện thì cứ ra đấy trả, xong trả về đây nhá. Ok. Chiếc này sẽ để cho. Đấy rồi, cho xe xuống. Đấy, con này là phục dựng cho anh trai Hà Nội này, nhưng anh sẽ đổi sang biển Hà Nội anh em nhá. Thế cho nên anh em mà thích biển này em hãy để cho anh em luôn. Bác trai này sinh năm 65 này, lấy chiếc này được này. Đấy, chiếc này này sẽ đổi sang biển Hà Nội. Con này cũng đẹp, biển 31 này. Con này đồ zin miên man luôn. Bác ấy để đồng nát sắt vụn mà. 8599. Đấy. Đấy, đồ zin miên man luôn. Rẻ trước. Đấy. Đồ zin quá nhiều luôn. Ok. Anh em ơi, chốt kèo thành công nhá. Buổi tối chốt kèo thành công. Em xin phép tắt video với mấy chú cháu anh em ăn cơm ạ.